Rồi, ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi qua những cái bí kíp tiếp theo nha anh chị nha. Bí kíp tiếp theo chính là bí kíp số bao nhiêu anh chị ơi? Hôm trước chúng ta học tới bí kíp số bao nhiêu ạ? Hôm nay mình học tới 16 đúng không ạ? Hôm nay mình học tới 16 anh chị nha. Bí kíp số 16 anh chị. Đó chính là chúng ta hãy học cách gì ạ? Sử dụng trí tuệ sống và tiền sống. Sử dụng trí tuệ sống và tiền sống anh chị nha. Vậy thì trí tuệ sống là gì và tiền sống là gì? Đây là cái câu tư duy của người Do Thái anh chị. Người Do Thái họ bảo như này, kiến thức ấy mà giúp cho họ tạo ra tiền thì gọi là kiến thức, trí tuệ sống. Còn cái kiến thức nào mà không giúp cho mình tạo ra tiền anh chị thì đó gọi là trí tuệ chết. Đối với những người Do Thái anh chị nha, là cái trí tuệ nào mà giúp cho họ tạo được cái kết quả, tạo ra được của cải vật chất, tài sản, sức khỏe, mối quan hệ thì họ cho là trí tuệ sống. Còn nếu như mình có học nhiều cái chăng nữa, nhưng mà nếu mình vẫn đang chật vật về tài chính, vẫn đang loay hoay về tài chính, vẫn đang chưa có đạt được cái kết quả như mình mong muốn, chưa tự do về tài chính, sức khỏe chưa có ok, mối quan hệ chưa có ok thì họ nói rằng là đó là những cái trí tuệ không sống, trí tuệ giả anh chị. Tại vì có rất là nhiều người họ cứ nói rằng là họ rất là giỏi. Cái sách này tôi đọc rồi, cái này tôi học rồi, cái này tôi biết rồi. Nhưng mà hôm trước tôi có chia sẻ anh chị là chúng ta chỉ nói là mình biết và mình hiểu khi nào anh chị ơi? Mình biết và mình hiểu là khi nào? Khi nào thì mình được nói là mình biết và mình hiểu anh chị? Khi nào? Đúng rồi, khi mà mình có kết quả anh chị nha. Khi mà mình có kết quả. Nếu mình nói là mình cái này mình biết rồi, kiến thức này mình học rồi, sách này mình đọc rồi, thì câu ngược lại, câu tiếp theo mà chúng ta nên hỏi là gì ạ? Vậy bạn đã có những kết quả gì rồi? Bạn đã có những kết quả gì rồi? Về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ. Tại vì nếu mà mình nói mình giỏi thì mình phải phải giàu chứ anh chị. Nếu mà một là bạn đúng, hai là bạn giàu. Nếu bạn nói bạn đúng thì bạn có kết quả, thì bạn phải có kết quả. Đúng mà, một là bạn đúng, hai là bạn giàu nha. Cho nên anh chị nha, không phải cứ mình thấy người ta nói là người ta giỏi, nhưng mà mình phải xem về cái kết quả của người ta nha anh chị. Có nhiều người có trí tuệ vô song luôn, chỉ có điều là tiền là chưa có, tự do tài chính là chưa có thôi. Chưa tự do nổi luôn anh chị, đang rất là chật vật, thậm chí còn đi dạy cho người khác nữa. Và trong số anh chị thấy có rất là nhiều cuộc sống của họ đang rất là chật vật, nhưng họ còn đi dạy cho người khác, thậm chí là gì ạ, họ còn đi coi cho người khác nữa, coi chỉ tay rồi coi này kia. Có anh chị nhiều không ạ? Nhiều, nhưng mà rất đầy người tin anh chị, toàn đi ô tô tới nghe thôi. Toàn đi ô tô tới nghe thôi anh chị. Trí tuệ sống nghĩa là anh chị phải sử dụng được cái trí tuệ đó và giúp anh chị tạo ra tiền và tài sản thì mới gọi là trí tuệ sống anh chị nha. Cho nên là sao anh chị, nên là tôi mới nói với các anh chị rằng những cái kiến thức mà các anh chị học ấy, nếu mà các anh chị không ứng dụng, cho dù là những kiến thức mà Tú và câu lạc bộ chia sẻ với các anh chị là những cái bộ công thức của những người thành công, nhưng mà nếu chúng ta không ứng dụng thì không tạo ra kết quả anh chị nha. Nên là mình đừng có nói là kiến thức câu lạc bộ làm sao ấy, lực hấp dẫn làm sao, lúc đúng lúc không, sao lúc đúng lúc lúc thì tôi có kết quả, lúc thì tôi không có. Không phải đâu anh chị, mà là do mình chưa ứng dụng thôi anh chị nha. Mình cứ thích ghi ghi chép chép thôi, mình cứ học học, mình không có thời gian mình ứng dụng. Mình không thể nào mình nói là mình biết rồi, mình biết rồi phải tạo được kết quả, còn nếu chưa tạo được kết quả thì sao anh chị? Học lại đi. Chưa biết gì hết đâu anh chị nha, chưa ứng dụng gì đâu. Cho nên là những anh chị nào mà chúng ta nói chúng ta đang học kinh doanh ấy, mà chúng ta vẫn đang chật vật về tài chính, vẫn đang chưa có gì ạ, chưa có được cái cuộc sống như mình mong muốn, thì có nghĩa là mình đã học chưa anh chị ơi? Nhiều anh chị nói chị học kinh doanh em gì chị cũng học á, marketing, bán hàng, sale, nói chung là cái gì cũng học, chuyên môn rồi kế toán học hết, học quá trời học luôn, mình thấy chưa tự do tài chính đâu anh chị nha. Là chưa học gì hết là phải học lại đi.
Nên là cái người mù chữ của thế kỷ 21 anh chị là cái người không có ước mơ, không có hoài bão, không có mục tiêu, không chịu học, không chịu đọc và không chịu học lại. Không chịu học lại nha anh chị nha. Nghĩa là học mà không có kết quả mà vẫn mà không chịu học lại. Hoặc là học một lần rồi thấy là mình ngon rồi không học nữa. Cho nên hôm trước tôi mới nói với các anh chị là gì ạ? Cái cách ứng dụng là gì? Là bây giờ các anh chị đã biết về sức mạnh tiềm thức và lực hấp dẫn rồi. À, chúng ta bắt đầu có tiêu chí phú rồi đúng không ạ? Là ngày nào chúng ta cũng bắt đầu hình dung tưởng tượng là mình là 1 triệu phú đô la. Và bằng cách là mình ứng dụng như thế nào anh chị ơi? Đó chính là các anh chị hãy sống như thể là các anh chị đang là 1 triệu phú. Đúng không ạ? Tại vì dung sáng, dung trưa, dung tối là chúng ta đã nghe rất nhiều những cái tư duy của những người triệu phú rồi. Và nghe rất nhiều những cái thói quen của họ. À, cái cách ứng xử của họ. Đứng khi mà họ đứng trước những cái vấn đề mà thuận lợi và những cái vấn đề mà không thuận lợi thì họ xử lý như thế nào. Rồi cái suy nghĩ của họ như thế nào về tiền. Rồi tư duy của họ như thế nào về cái việc gì ạ? À, đầu tư kinh doanh, về bán hàng, về marketing. Là các anh chị đã được học cùng với câu lạc bộ trong những ngày tháng vừa qua đúng không ạ? Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta mỗi ngày bây giờ là sao ạ? Là chúng ta hãy đóng vai mình là 1 triệu phú đô la anh chị. Và hãy ứng dụng từ những cái nhỏ nhất. Khi mà mình làm việc ấy, mình hãy tự hỏi rằng 1 triệu phú đô la họ sẽ làm việc như thế nào? Khi mà họ nói chuyện thì họ, anh chị hãy hãy hỏi thử xem nha. Là nếu như một cái người 1 triệu phú đô la thì họ sẽ nói chuyện như thế nào? Hay khi mà các anh chị hành động một cái điều gì đó, hãy hỏi xem là nếu một cái người 1 triệu phú ấy, họ sẽ hành động như thế nào? Nghĩ, nói và hành động như 1 triệu phú thì họ làm như thế nào? Và nếu mà đứng trước một cái vấn đề mà các anh chị không biết giải quyết thì các anh chị hãy tự hỏi mình nếu một cái người 1 triệu phú ấy, họ sẽ làm như thế nào để xử lý cái vấn đề mà mình đang gặp phải như thế này? Và nếu mà các anh chị chưa có câu trả lời thì sao ạ? Mình mở vở ra mình xem. Đó là vì sao mà tôi bảo các anh chị phải ghi từng câu từng chữ trong livestream. Và cái cuốn đó sẽ là cái cuốn bí kíp với anh chị. Cái cuốn lời giải cuộc đời của mình ấy. À, có thể anh chị đang nghe trực tiếp Zoom của tôi thì anh chị ghi không kịp, anh chị ghi từ khóa thôi. Nhưng mà về nhà các anh chị phải ghi chép từng câu từng chữ nữa anh chị nha. Đúng không ạ? Giống như ngày xưa mình đi học ấy. Môn văn đi. Bây giờ mình bí đề quá thì mình sẽ làm gì ạ? À mình đi mua cái cuốn tập làm văn văn mẫu. Hoặc là mình học môn toán mà mình giải không được thì sao ạ? À? Đúng rồi, mình sẽ mua sách giải toán. Nó có lời giải hết mà, tại do mình không chịu mở thôi. Đúng rồi, mình không chịu mở ra mình coi thôi. Mà giờ các anh chị vào vào cuộc đời, vào ra trường đời rồi, không phải là học trường trường ngày trước nữa. Trường ngày trước thì có những cái nhà sách hay là những cái sở giáo dục về bộ giáo dục này kia, người ta hỗ trợ cho mình những cái bài văn mẫu để mình có cái gợi ý. Còn bây giờ nếu mình ra đời rồi thì mình phải giờ mình cũng phải tự tạo cho mình cái cuốn đó anh chị nha. À, bằng cách là sao ạ? Là các anh chị học từ những người thành công mà chúng ta phải ghi chép lại lời giải. Và khi nào mỗi ngày mà khi mình ứng dụng mà mình không biết thì sao ạ? Mình mở vở ra mình coi. Được không anh chị ơi? Và nếu mà các anh chị cứ liên tục như thế anh chị, mà chúng ta làm theo cái lời giải thì các anh chị sẽ giải được cái câu hỏi đó, cái bài toán đó rất là nhanh chóng. Và các anh chị ra kết quả luôn. Cho tôi mới nói các anh chị ghi từng câu từng chữ là như vậy đó. Để tránh trường hợp là mình qua cái bộ lọc tư duy của mình là sao ạ? À, người thành công nói rằng mình hiểu nẻo. Giống như cái tư duy là bỏ trứng vào nhiều giỏ. Cái xong mình nghe sao mình nghe người thành công nói câu bỏ trứng vào nhiều giỏ, cái xong mình đầu tư có 1 tỷ mỗi cái mỗi giỏ 100 triệu. Hôm trước tôi giải thích với anh chị là không phải là như thế nha, cái đó là anh chị nghĩ thế chứ người thành công họ không có nói thế nha. Đấy, và cái điều một cái lợi ích khi mà các anh chị ghi chép từng câu từng chữ không chỉ giúp cho mình mà còn giúp cho gia đình của mình, và cuốn đó sẽ là cái di sản cho con cháu mình sau này luôn anh chị. Nhưng mà biết kiếp võ công rồi đó. À, con cháu mình sau này ứng dụng cả đời luôn, không biết là không biết cái gì thì mình sẽ mở cái cuốn này ra mình xem những cái tư duy triệu phú, những cái bí kíp mà các anh chị đã học trong xuyên suốt cái hành trình khởi nghiệp cũng như hành trình thành công của mình.
Đó là di sản anh chị nha. Nên cho anh chị hãy ghi chép thật là đẹp, chứ đừng ghi ngoáy 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 ấy, kiểu như là ghi với trả bài anh chị. Đừng đối phó nha anh chị nha. Các anh chị đối phó là các anh chị là người thiệt đó. Tại vì các anh chị không, người nào học, người nào phát triển thì người đó đạt được mục tiêu thôi. Đúng không ạ? Bây giờ môi trường là môi trường cộng đồng. Nhưng mà người nào học nghiêm túc thì người đã có kết quả. Người nào học nghiêm túc ứng dụng một cách liên tục đều đặn, kiên trì, kiên nhẫn học và ứng dụng thì sao anh chị? Thì người đó đạt kết quả. Còn ai mà nói là mình cũng học nhưng mà không có kết quả là mình phải xem là mình đã nghiêm túc chưa, mình đã ứng dụng chưa, mình đã kiên nhẫn chưa, đã đều đặn chưa, hay là hôm nào vui thì ứng dụng, hôm nào không vui thì không ứng dụng. Cho nên các anh chị nhớ là ghi chép từng câu từng chữ nha, đừng có chép theo ý mình. Ghi chữ gọi là gì ạ? Có nhiều anh chị là ghi chép theo ý mình ấy. Cái bình thường một livestream người ta chép 8 tiếng. Dạ, một livestream đó anh chị ngồi anh chị chép á, từng câu từng chữ là ít nhất phải 8 tiếng. Cái anh chị đó chép còn có 1 tiếng nè. Tôi nhiều khi tôi hỏi bây giờ cái livestream đang chép 8 tiếng, giờ chép còn 1 tiếng biết ghi gì luôn anh chị. Không biết ghi gì luôn trong đó luôn á. Tại bản thân Tú là cái người mà chép rồi anh chị, và cái người gọi là mình cũng đã tự mình cũng hỏi từ những anh chị mà đã ghi chép, thì thường là livestream mà chép 1 tiếng là không có nào mà để hết, nó kể cả là chép nhanh thì cũng phải 6 tới 7 tiếng. Chứ giờ chép 1 tiếng không biết chép gì luôn á, rồi chép theo ý của anh, rồi chép theo ý của chị, rồi kết quả như cũ, qua bộ lọc của mình rồi kết quả hiện tại như thế nào, là anh chị mà ghi chép như thế nha, là cho dù anh chị có ngồi trong Zoom mà anh chị có ghi chép nhiều hơn nữa thì kết quả nó cũng không thay đổi được. À, được không ạ? Đừng, nên là đừng chép vào ý mình anh chị nha. Tại vì ý của mình đâu phải là ý của triệu phú đâu. Ý của mình mà là ý của triệu phú đô la thì mình đã thành công từ lâu rồi, cần chi mà đến bây giờ mà mình vẫn đang lọ mọ để tìm con đường thành công. Bây giờ mà các anh chị chép vào ý mình, mai mốt con anh chị coi cái cuốn đó. Coi cái cuốn đó anh chị thì sao ạ? Thì sẽ tạo ra kết quả giống như mình luôn. Đúng rồi đó, 10 phút là 1 tiếng đó, tôi nói 8 tiếng là ít nhất anh chị. Còn nếu mà là livestream đó mà chưa 1 tiếng thôi thì các anh chị cứ 10 phút nhân lên này. Được không ạ? Cho nên là các anh chị nhớ là ghi chép sao mình ứng dụng mình ra kết quả nha, thì con cái mình này mới có thể là ứng dụng mình ra kết quả được. Nên đừng chép vào ý của mình anh chị, mà hãy chép theo tư duy của những người thành công. Giống ông bà mình hay nói câu dục tốc là bất đạt anh chị. Nhưng mà không dục tốc thì cũng không được. Cho nên là quan trọng là dục tốc cho cái gì và không dục tốc cho cái gì. Có nhiều cái chúng ta cần phải nhanh, cần tốc độ. Như nắm bắt cơ hội. Nắm bắt cơ hội nhưng mà nhớ là có trí tuệ nha. Nắm bắt cơ hội là giống như câu chuyện hồi chiều này, có một chị họ Tú à. Tự nhiên chị thấy có nguồn lực xuất hiện, hỏi nguồn lực gì chị? Chị có người bạn đầu tư cho chị kinh doanh sơn, bảo là chị không cần bỏ vốn đâu, chỉ cần ngồi đó bán thôi, sơn á, chị sơn tường ấy. Rồi cuối năm trả tiền lại đấy. Thì một chị tuyệt vời quá này, hay một bạn tuyệt vời quá là kiểu mà giống chị này là vô luôn, coi như ai tôi mới hỏi đấy, chị có hỏi bạn chị câu này là ví dụ mà năm nay không bán được thì sao? Tại mà người ta nói người ta cho mình mượn trước. Đây mấy anh chị hay bị cái chỗ mà gọi là nghe cho mượn trước vốn đầu tư kinh doanh đúng không? Xong mỗi cuối năm trả lại. Thế anh chị có tính tới câu chuyện là không được không? Còn không bán trả cho người ta cục tiền đó. Cuối cùng tự nhiên từ một cái người không dương tiền, từ một cái người đang dương tiền không nợ ai hết, tự nhiên cuối cùng va vô cái cơ hội đó, cuối cùng trở thành người không dương. Mà trong khi đó cái ngành sơ, một cái ngành mới tinh của tiệm các anh chị trước giờ chưa bao giờ làm á. Nên anh chị nhớ tỉnh táo nha. Đúng rồi, chị đặt câu hỏi hay. Nếu tốt xong tự làm đi, tự nhiên bỏ đầu tư cho mình làm, đúng không ạ? Mà mắc mắc cười nhất là cái câu chuyện là cái người chị đó, nếu mà nắm bắt cái cơ hội đó
thì chị ấy sẽ trở thành dương, và cái người mà cho chị mượn tiền sẽ trở thành người gì ạ? Người bị người gì anh chị không, kiểu giống như là tự nhiên đang có 300 triệu cuối cùng đem mà cho cái người kia để kinh doanh sơn, xong cái người này trở thành người không dương, còn cái người mà cho mượn 300 triệu trở thành người giả tiền đang có số tiền cái tự nhiên thành không dương luôn anh chị, mắc nợ, đang đang trở thành chủ nợ, còn người người kia trở thành con nợ à, đúng không ạ? Đấy, cho nên học dùm cỡ thế mà các anh chị còn lơ tơ mơ hỏi hỏi là em ơi có nên kinh doanh đầu tư không, có chia sẻ các anh chị nè. Cái giai đoạn này ấy, nếu mà các anh chị chưa phải là người kinh doanh, chưa kinh doanh cái gì bây giờ, hoặc hoặc là trước giờ kinh doanh chưa thành công, các anh chị học đi ạ. Các anh chị mới đang có một cái công việc làm thuê mà, đúng không ạ? Thì mình làm tiếp đi, trước giờ mình đâu có kinh doanh mình cũng vẫn hít thở oxy mỗi ngày mà, có ngừng thở đâu. Mà bây giờ tự dưng là đi muốn kinh doanh mà trong cái đó là kiến thức không có. Đừng biến mình trở thành từ một cái người đang dương mà trở thành người không dương bởi vì những cái quyết định chưa có tính toán kế hoạch của mình anh chị nha. Giống như tôi cũng có một chị bạn, nói thật anh chị nha, 100 người bạn của tôi là 90 người là đều là những người không dương, hoặc là có dương nhưng thành ra là cho người khác mượn tiền, bây giờ gọi là đòi đòi quá trời đòi 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 mà thiếu điều muốn quạo luôn anh chị. Là như thế này, chị đang không có bị mắc nợ gì hết, cái tự dưng là mở một cái hiệu thuốc, rồi song song đó mở thêm một cái gọi là cái trung tâm mà xoa bóp mà về cơ với anh chị, cái cuối cùng giờ hổng dương 600 triệu. Cái tôi mới hỏi chị có tính toán cái dòng tiền trả lãi mỗi tháng chưa, cái không chưa, bây giờ sao mỗi tháng kiếm ra tiền là phải đi trả lãi rồi, mới lãi thôi anh chị nha, chứ chưa có tính gốc. Cho nên anh chị ơi, cơ hội thì nó không có thiếu, chỉ thiếu người có trí tuệ để mà thiếu người đủ năng lực và có kiến thức để làm. Giai đoạn này các anh chị nên học tập đi ạ. Còn nếu mà các anh chị nào nói là bây giờ chị muốn kinh doanh thì anh chị hãy học kinh doanh đi, tích lũy nguồn lực của mình để học kinh doanh đi ạ. Thì nếu mà các anh chị không học kinh doanh, các anh chị tiếc tiền đầu tư vào trí tuệ của mình, đầu tư vào kiến thức của mình, thì các anh chị sẽ trả giá cho những cái quyết định của mình đó. Tại vì trước giờ anh chị không kinh doanh, anh chị làm thuê, các anh chị vẫn đang thở mà, chứ có phải là ngủm đâu. Mà bây giờ mình hấp tấp đi kinh doanh, bởi vì mình nghe tôi chia sẻ các anh chị là kinh doanh có cuộc sống màu hồng, nhưng mà các anh chị phải hiểu cái câu chuyện là bề nổi là các anh chị thấy cái sự thành công huy hoàng của Tú, nhưng mà cái bề chìm anh chị phải thấy được rằng là Tú nỗ lực như thế nào và trong xuyên suốt hành trình bao nhiêu lâu, và đã phải phải có sự chuẩn bị như thế nào, chứ không phải là ai ra kinh doanh cũng thành công đâu anh chị nha. À, không phải ai kinh doanh cũng thành công mà, tại vì nếu mà kinh doanh mà ai cũng thành công dễ như vậy thì chắc là cả thế giới đều đi kinh doanh rồi. Thế tôi mới khuyên cái người chị đó, cái người chị bạn của tôi anh chị, là chị đang thất nghiệp và đang rất là mong muốn là vào học doanh nhân, thì xong mà tôi có bảo chị ghi chép livestream đi rồi thu hút nguồn lực để vào học. Thế xong rồi bây giờ là đang chưa có dư cái khoản tiền ở ngân hàng anh chị, đang mất mỗi tháng phải trả lãi 10 triệu, thì trả lãi mỗi tháng 10 triệu anh chị ha, thì mỗi tháng là hai vợ chồng đi làm được 15 triệu và trả hết 10 triệu còn 5 triệu, và tính ra là không không thể nào mà có nguồn lực để vào học được. Thế là sao, thế là chị vẫn ghi chép livestream, thế chị hỏi tôi bây giờ chị có nên đi ra đi làm thêm, đi ra ngoài làm một cái công việc nào đó tầm 5 tiếng không, tôi bảo là có chứ, phải đi làm đó. Thế chị bảo nếu mà chị đi làm chị không học được, tôi nói là đi làm mà làm tạm thời thôi chứ đâu phải làm cả đời đâu, làm tạm thời để mình có nguồn lực rồi để mình học kinh doanh. À, chứ bây giờ mà không có nguồn lực thì bao nhiêu năm mình cứ ngồi ở mình chờ. Tại bên chị phải hình dung câu chuyện như vậy nè, những anh chị nào họ ghi chép livestream, họ thực hành lòng biết ơn, họ thu hút được tiền, thu hút được dòng tiền về từ các đơn hàng, từ đối tác,
từ khách hàng của họ, là bởi vì họ có một cái công cụ tạo ra giá trị. Giống như hồi chiều nay tôi có một chị bạn, chị làm kinh doanh bên vật liệu xây dựng anh chị, vật liệu y tế hay vật liệu gì nói chung mà. Xong rồi chị hỏi tôi vào ngày 9 tháng 9 vừa rồi là chị mong muốn là 2 ngày nữa thu hút được 100 triệu. Em có cái bí kíp nào chị với? Tôi nói em có cái bí kíp này, cũng từng hướng dẫn cho một chị bạn của em thu hút được 50 triệu trong 2 ngày. Chị cứ ứng dụng xem sao. Nhưng phải tin là mới ứng dụng được nha, chứ không tin không xài được đâu. Thế xong rồi là tôi gửi cho chị. Thì rất là tuyệt vời là hồi 15 giờ chiều ngày hôm nay chị nhắn tin cho tôi là tiền về đúng 100 triệu luôn anh chị. Trong 2 ngày. Chị nói là cái nguồn đó chị không nghĩ là nó về, tại vì cái người này người ta khước từ. Người ta khước từ anh chị, nghĩa là cái người này là cái nguồn mà khó để đầu luôn ấy, không có cơ hội, là không nghĩ là cái nguồn này sẽ về. Nhưng mà rất là tuyệt vời là cuối cùng mà chị ghi ra cái bức tranh xong rồi cuối cùng là chị hút được cái 100 triệu đó về anh chị. Có nhiều người cũng ghi cái bí kíp y chang, cái hút hoài không ra. Anh chị biết sao không? Cái gì cái nó phải thực tế anh chị nha. Quy luật vũ trụ, nhưng phải đúng, nó phải đúng các quy luật vũ trụ, chứ không thế nào mà các anh chị bảo là thế giờ chắc nó cũng đúng với mình. Chắc tối nay mình ghi cái bức tranh ghi thu hút 1 tỷ. Tại vì chị đó đã tạo ra và đã từng kiếm được 9 con số rồi anh chị nha. Thứ nhất là giá trị, gọi là tư gốc rễ của chị là tư nhiệt kế là chính của chị làm ở tiền trăm. Cái thứ hai là chị có một cái công việc kinh doanh là đang trao giá trị, tạo ra giá trị cho cộng đồng. Ủa, một cái sản phẩm của chị phục vụ cho khách hàng là trao giá trị rồi, đúng không ạ? Còn tại sao với chị ngày hôm trước thu hút được 50 triệu thôi? Tại vì sản phẩm dịch vụ của chị chỉ trao được giá trị tới từng đó thì hút được nhiêu đó thôi. Và cái nhiệt kế nó còn phụ thuộc vào nhiệt kế của từng người nha. Tại vì nhiệt kế tài chính của chị bạn mà thu hút được 100 triệu, bạn của tôi ấy, là chị ấy ngưỡng tiền trăm rồi. Còn chị kia là 30, 40 triệu, tháng hút 50 triệu là ngon rồi đó. Còn chị bạn mà thu hút được 100 triệu, bạn của tôi là chị có tài sản trên 5 tỷ rồi, gần 10 tỷ anh chị. Thì chị hấp dẫn cho tao đúng rồi, tại vì cái tài chính của chị ở đó mà. Cho nên là nó còn phụ thuộc vào cái xuất phát điểm và cái gốc gốc rễ của từng người anh chị nha. Cùng một bộ công thức nhưng tại sao có những anh chị họ hút được 100, 200, 300, 500, 1 tỷ. Còn có những người cũng bộ công thức đó mà hút cái số tiền có mấy chục hoặc mấy triệu thôi. Nó phụ thuộc vào cái gốc rễ của từng người. Anh chị nắm được chỗ này không ạ? Gốc rễ của từng người anh chị nha. Quy luật cân bằng là gì ạ? Quy luật cân bằng là những cái gì bạn nhận được thì bằng tư duy gốc rễ của bạn cộng với giá trị bạn trao cho cộng đồng. Thu nhập của bạn, những cái kết quả mà bạn muốn nhận được, những cái gì bạn nhận được ấy, nó sẽ bằng tư duy gốc rễ của bạn cộng với giá trị bạn trao cho cộng đồng. Các anh chị mới nằm lòng với công thức này thì các anh chị mới bớt đặt cái dấu chấm hỏi, là bớt đặt những câu hỏi tại sao, tại sao của khởi mi anh chị. Cứ tại sao em ơi, tại sao chị chép livestream mà tiền chị chưa về, em ơi tại sao chị học bộ công thức này mà chị chưa thành công, em ơi tại sao những anh chị kia học ứng dụng về tiền trăm mà chị về tiền chục. Tôi chỉ cần hỏi, và tôi đã hỏi những anh chị mà hay hỏi tôi những câu hỏi tại sao. Dạ chị cho em hỏi một câu là thu nhập của chị, thu nhập từ công việc kinh doanh hay làm thuê của chị nha, cộng lại luôn. Nếu làm thuê thì tính làm thuê thôi, còn nếu mà có kinh doanh vừa làm thuê thì cộng cả hai. Còn nếu chỉ kinh doanh thôi thì tính kinh doanh thôi, không tính những khoản đột biến. Thì sao ạ? Thì sao anh chị? Thì tôi sợ là gì ạ? Trong 6 tới 1 năm vừa qua, thu nhập của chị hoặc anh là bao nhiêu? Thì khi mà những anh chị đã trả lời, tôi nói dạ vâng, cái nhiệt kế tài chính của chị là đang ở ngưỡng đó đó. Đây là cái ngưỡng, ví dụ như chị đã trả lời là 5 triệu, dạ vâng.
5 triệu rồi giờ sống 1 tiền trăm được, giờ nâng cao nhiệt kế tài chính lên, nâng cao trí tuệ mình lên, nâng cao giá trị mình lên. Bây giờ nhiệt kế tài chính của chị, giá trị của chị đang ở mức 5 triệu, trên thị trường cho chị có 5 triệu 10 triệu thôi, được không anh chị ơi? Cho nên là bản thân của Tú rất là hiểu rõ cái quy luật này anh chị, nên Tú rất là chăm chỉ và kỷ luật trong việc phát triển bản thân, cực kỳ kỷ luật anh chị nha. Nếu muốn tiến đến những cái con số lợi nhuận cao hơn thì giá trị nội tạng phải tăng hơn, tăng lên anh chị. Giá trị về tư duy, giá trị về tư duy anh chị, và giá trị về cái việc chúng ta quy mô chúng ta trao đi cho cộng đồng. Tư duy gốc rễ cộng với giá, cái quy mô mà anh chị trao cho cộng đồng nó lớn ấy, càng lớn cộng với tư duy các anh chị càng cao, thì nó sẽ giờ giúp cho anh chị gia tăng cái mức thu nhập. Mà anh chị không, lúc đó là các anh chị không cần phải đi dí theo tiền đâu, các anh chị không cần phải đuổi theo tiền, mà các anh chị không cần, tại anh chị thấy anh chị dí theo tiền anh chị có mệt không, chạy theo tiền mấy chục năm qua anh chị có mệt không, kiếm tiền tiền chạy đúng rồi. Tại vì sao? Tiền nó chia lại với những người chủ nhân có giá trị, và những người chủ nhân hiểu được cái giá trị của nó, và những cái người chủ nhân mà hiểu hiểu nó anh chị. Giống như giờ nói mình yêu tiền, mình thích tiền, tôi mê tiền lắm, giống như anh chị nói anh chị yêu người đó nhưng mà người đó không biết ăn cay, mà anh chị order cái món gì mì cay 7 cấp độ mời đi ăn, xong rồi dẫn mỗi lần đi dẫn ăn lẩu, dẫn ăn lẩu Tứ Xuyên, dạ yêu ghê luôn, yêu mà không biết người ta không thích cái gì luôn. Thì tiền cũng thấy nó chủ nhân yêu mình ghê, yêu mình mà không biết quản lý tiền, yêu mình mà không biết cách nhân tiền, yêu mình mà tối ngày mình mang mình đi cho người khác mượn, yêu mình mà không biết cách gì ạ. Chị gọi là chi tiêu mình mua đủ thứ cái nhưng mà không về xài, xài mua về không xài, dạ yêu ghê nha anh chị nha, được không ạ? Cho nên là sao anh chị, các anh chị còn phải phát triển tư duy của mình lên, đừng hỏi những câu hỏi tại sao nữa anh chị nha. Tại sao thì tất cả sẽ được trả lời trong buổi livestream, bộ công thức của câu lạc bộ anh chị, được anh chị ơi. Và bao trong số anh chị chúng ta nắm được cái hiểu được cái điều tôi vừa chia sẻ, các anh chị có mình số 1.000 đó ấy, cùng mà bộ công thức thu hút tiền mà có hướng dẫn là có những anh chị ứng dụng cái hút được luôn, ở những anh chị ứng dụng mà đấy. Hôm qua tôi cũng vừa mới chỉ một chị hút 700 triệu, đang đợi kết quả anh chị. Số này lớn quá, lớn so với chị anh chị nha, đã đi làm tháng có mấy chục triệu à, giờ khao khát con số đó thì nó nói dạ vâng thì chị cứ làm các cái quy trình em chỉ đi, nhưng mà chị phải chép livestream đó, tham gia đủ các buổi Zoom nha, chỉ con số của chị nó lớn hơn nhiệt kế tài chính của chị phải gấp gấp nhiều á, làm giáo viên mà anh chị đâu có kinh doanh đâu. Khao khát mà phải cộng với nếu là khao khát thì vũ trụ sẽ mang đến cho các anh chị nguồn lực. Nhưng mà nếu mình không đủ tư duy á, thì mình cũng không thể nào mình có được số tiền đó anh chị nha. Đấy. Cho nên các anh chị lưu giúp tôi là ghi chép livestream, nghe chia sẻ của những người thành công, làm y chang dùm Tú nha. Đừng có chế biến rồi về thêm bột nêm, bột ngọt rồi hành ngò vô nha. Nó ra cái món nào không ăn được đâu. Nên là ghi chép từng câu từng chữ ra, đừng có nghe chữ này lọt chữ kia xong ghi theo ý mình là coi như kết quả theo ý mình luôn, kết quả như cũ luôn. Đó. Ừ. Nếu có mấy anh chị ứng dụng y chang. Nghe đằng đằng thằng nẻo mà. Hiểu sao nữa? Mà bao nhiêu năm nay mình đã tự làm một đằng làm người ta người thành công chỉ đằng làm nẻo, bao nhiêu năm nay không thành công mà vẫn không có bài học. Các anh chị hãy biến mình trở thành thỏi 500 hút tiền, hãy trở thành người có giá trị.
thì tiền sẽ tự gì dính chặt mình luôn, anh chị trốn đâu cho được. Giống như Tú, anh chị cứ mở mắt ra mỗi ngày đều có đơn hàng. Anh chị biết không ạ? Nghĩa là mỗi ngày mở mắt ra đều có đơn hàng, đều có khách hàng có cung hàng, xếp hàng dài chờ Tú tư vấn luôn. Tại mình đã trở thành con người có giá trị rồi anh chị ơi, khách hàng sẽ lùng sục mình, lục tung mọi nơi để tìm thấy mình anh chị, để tìm. Giống như là khi mà anh chị cho anh có giá trị á, vũ trụ giống như cái kiểu mà anh chị biết cái hạt mầm không, hạt mầm mà khi anh chị gieo xuống lòng đất ấy, các anh chị chăm sóc, các anh chị thả đủ những cái điều kiện như đất nước lửa gió vào trong cái hạt mầm đó, có nghĩa là anh chị cần làm tròn cái nhiệm vụ của mình gieo hạt giống và chăm sóc hạt giống đó một kiên nhẫn, kỷ luật, đúng đủ đều liên tục anh chị nha, chứ không phải thích thì chăm, không thích thì không chăm, vui thì tưới nước, không vui thì không tưới nước. Thì sao anh chị, không phần còn lại vũ trụ lo, cái phần còn lại sẽ tự động hóa luôn anh chị, sẽ tự động hóa, các anh chị sẽ hút những quý nhân phù trợ, nguồn lực may mắn thuận lợi. Nên anh chị thấy là tại sao tôi hay nói với các anh chị là Tú rất là hay được vũ trụ hậu thuẫn và là con cưng của vũ trụ, tại vì tôi chỉ làm đúng tròn cái làm gọi là làm xuất sắc cái nhiệm vụ của mình thôi, còn cái phần còn lại là vũ trụ lo anh chị, là tự động hóa luôn, là tiền thì hút đến mình anh chị nha, từ mọi ngõ ngách luôn. Và Tú ra một cái quyết định như vậy nè anh chị, ngày trước ấy là Tú chưa có đạt được đâu, nhưng mà Tú đã nuôi dưỡng cái hạt mầm đó và đến bây giờ nó đã đạt được anh chị nha. Chính là tài khoản của mình lúc nào ấy, chỉ cần banh kinh đi một cái khoản nào đó thì tự khắc cái khoản khác nó sẽ về, nhưng nó không bao giờ, nghĩa là nó không bao giờ mà nó nằm ở dưới con số 100 anh chị. Mà ngày trước anh chị biết những cái năm mà tôi mới kinh doanh nó chờ tôi khao khát là một trong tài khoản mình có 50 triệu thôi, là mình thấy là mình nó xuống tê cả người anh chị. Và tôi đã gieo một cái hạt mầm, chính là gì ạ, là lúc nào trong tài khoản của mình cũng phải có rủng rỉnh trên, đầu tiên lúc đầu tôi đặt ra 100, sau đó là lên 300, giờ đạt anh con số 5 rồi anh chị, 500. Là lúc nào mình cũng có rủng rỉnh nha anh chị nha. Tôi có cái khoản trả cho mình trước rồi, cái khoản khoản mà trả cho mình trước thì không tính nha, tôi nói là cái tiền để mình chơi chơi, mình xài xài, mình ăn uống, mình sinh hoạt, rồi mình đi du lịch này kia thôi. Là ngày trước tôi rất là khao khát gì ạ, tại vì thích nhìn con số 500 anh chị, và mình nuôi hạt giống có 3 năm, 3 năm anh chị, có lười không, không tưới chăm chỉ mỗi ngày, và cuối cùng mình đã đạt được anh chị nha. Được không à? Đấy, các anh chị kiên nhẫn đi, gieo xuống rồi là phải chăm 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 sóc cái hạt giống của mình. Và sau đó, các anh chị biết không, cái giai đoạn mà tôi khi tôi cán được cái mục tiêu là 300 đúng không, là lúc nào cũng có rủng rỉnh trong tài khoản ngân hàng là 300 triệu đúng không, tôi bắt đầu gieo một cái hạt giống nha anh chị, là gì ạ, là chỉ cần mình có một cái khoản tiền nào chuyển đi thì tự khắc trong ngày hôm đó sẽ có một cái khoản tiền hoặc một cái đơn hàng từ khách hàng, hay một cái đơn hàng hay một cái hợp đồng nào đó của mình nó chạy vào tài khoản tiếp, nó lắp lại cái chỗ mà hồi sáng mình mới chuyển đi anh chị. Hợp điều tuyệt vời, thời gian mình chăm sóc, mình nuôi dưỡng, cuối cùng mình nó đạt được anh chị. Đấy, rồi các anh chị hãy kiên nhẫn nha, hãy biến mình trở thành người có giá trị, thì tiền tự khắc nó sẽ dính chặt anh chị luôn, anh chị yên tâm, không cần phải đi kiếm đâu, kiếm tiền nó không ra đâu anh chị, bây giờ tiền có rớt ở đâu đâu mà kiếm, nó đâu có rớt ngoài đường đâu anh chị. Rồi nếu mà tối với các anh chị biết chỗ nào mà kiếm tiền, là nghĩa là phải biết cái nơi để mình kiếm, nếu mà có được cái nơi đó thì thôi tôi với anh chị dọn tới chỗ đó ngồi chờ luôn, chờ nó mở cửa ra xong vô lấy xong đi về, xong hôm sau là ngồi chờ tiếp. Nhưng mà bây giờ không biết cái chỗ nào để kiếm hết trơn, bung sức ra kiếm mấy chục năm nay kiếm hoài có ra đâu, càng kiếm nó càng chạy, kiếm được rồi về tới nhà đóng cửa lại rồi nó vẫn tìm mọi ngõ ngách, nó chạy đi, nó trốn đi anh chị, người này mượn người kia mượn, còn không nhà có việc cần này, nhà có việc dùng cái kia, đúng hay rất đúng à. Cho nên các anh chị ạ, chúng ta hãy cùng nhau ra quyết định là giờ tôi là 500 siêu hút tiền, đúng rồi, nhốt nó vô nhà nó vẫn chui ra, nhốt nó vô nhà, thậm chí nhét vô két sắt, nhét vô sổ tiết kiệm nha, kiếm cái tủ nhét rồi đóng mấy cái tủ luôn, mà hôm sau con bảo mẹ ơi, con thế này thế kia mẹ con tiền đi, xong phải móc cái
không có tiền ở trong, mới vừa nhét ngày hôm qua con bảo mẹ con làm vỡ cái kính của nhà trường rồi. Mẹ cho tiền trả tiền kính nhà trường làm cho ông tăng nhưng vẫn phải đưa tiền cho con mình, bởi sao con mình không trả ai trả. Xong hôm sau nó quyết tâm, quyết tâm là mình sẽ không có chi cái tiền này, nhét vô mấy cái phong bì xong nhét vô cái két sắt. Cái hôm sau có tự nhiên cái tết cô công chuyện để dùng, anh chị thấy quen không ạ? Anh chị thấy nó quen không ạ? Có trong số anh chị mình thấy quen cơ mà, số 1.000 đi anh chị. Mấy chục năm qua mình thấy nó quen quen và nghe giống như là cái này giống như dành cho mình đấy. Ngày trước tôi cũng thế anh chị, kiếm 10 xài 15, kiếm 20 xài 25, lúc nào cũng phải là kiếm được tiền nhưng mà tháng sau lúc nào cũng phải dành cho cái việc mà chi trả cho cái khoản mà tháng trước mình mượn, không bao giờ mình nó dư ra. Cho nên các anh chị hãy giờ muốn cho anh hỏi 500 siêu hấp tiền, các anh chị hãy trở thành người có thật nhiều giá trị anh chị nha. Đúng không ạ? Bằng cách hãy giờ học và ứng dụng những kiến thức câu lạc bộ chia sẻ một cách nghiêm túc, làm đúng nha, không làm đừng có chế giùm tốt không. Các bạn chị chế cái công thức câu lạc bộ ra kết quả khác là Tú không chịu trách nhiệm đâu. Cuộc đời của mình phải chịu trách nhiệm chứ anh chị, tại vì Tú là người dẫn đường rồi. Nhưng các anh chị phải là người đi. Đi hay không là quyền của mình. Các anh chị đi thì các anh chị tới, các anh chị làm theo thì các anh chị có kết quả. Còn nếu anh chị không làm theo, các anh chị không đi theo thì các anh chị không tới, vậy thôi. Còn Tú chắc chắn với các anh chị rằng dù các anh chị có đi hay không đi nha, thì Tú sẽ luôn luôn và luôn tiến tới mục tiêu của mình. Điều mà cho nên tôi mong rằng là các anh chị lắng nghe những cái lời chia sẻ của Tú trong cái buổi tối ngày hôm nay, đừng có chép theo ý mình nha. Chép theo ý mình không có kết quả đâu, mất thời gian lắm, tốn thời gian lắm nha. Thà anh chị ngay từ đầu luôn mình chuẩn chỉnh, ngay từ đầu luôn là mình chuẩn chỉnh anh chị, mình có kết quả luôn. Còn không bây giờ mình mất thời gian mấy tháng xong mình hỏi, khi mà mình thấy mình tự chép theo ý mình xong cái tự nhiên không có kết quả, cái mình lọ mọ mình hỏi anh chị em trong câu lạc bộ xong mới biết à thì ra chép như vậy mà đúng. Cái xong mình chép lại cái 3 tháng sau người ta có kết quả to á trời to, mình bây giờ bắt đầu chép từng câu từng chữ chu kỳ đầu tiên, mất thời gian được anh chị ơi. Ừ. Nha, cho nên là sao anh chị, chúng ta nhớ nha, khi mà các anh chị bây giờ chúng ta đã đóng vai là một cái người thành công rồi, đóng vai là một cái người triệu phú rồi, thì hãy luôn hỏi là gì ạ? Những cái người triệu phú họ suy nghĩ, họ nói và họ hành động như thế nào? Họ ngồi học có học ngồi nghiêng ngồi trái ngồi phải không ạ? Nó ngồi dựa rồi chống càm rồi thở dài không? Rồi những cái người thành công họ nói, họ có than phiền đổ lỗi, họ trách móc không? Hay lúc nào họ nói toàn nói những điều không tích cực không? Có bao giờ nói xấu người khác không? Đánh giá phán xét không? Chắc chắn là không rồi. Rồi có hay tám chuyện không? Ngồi 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 tám chuyện anh chị, đi chợ hả? Đi chợ gì nhanh không có đâu, đi chợ là phải ghé cô 8, cô 7, cô 9, cô 10, nói đến khi nào mà chợ đóng cửa mới về. Và những cái người thành công họ có bao giờ họ nói những điều không tích cực không? Họ nói những điều mà làm cho họ kiểu như là kéo họ xuống ấy. Rồi những cái người thành công họ có bao giờ họ có những cái hành động mà gì à? Hành động là không thích sự giàu có, không thích người giàu. Hay là gì à? Họ có bao giờ họ họ không phát triển bản thân không? Những cái người mà triệu phú á, họ có phát triển bản thân không? Có. Thì khi mà các anh chị đóng vai như một cái người triệu phú hay một cái người thành công ấy, thì trước khi mình làm cái gì, trước khi mình có những cái quyết định gì, thì mình đã tự hỏi là một cái người triệu phú họ sẽ hành động thế nào, họ sẽ suy nghĩ như nào và họ sẽ nói cái gì với cái trường hợp này, với cái sự việc này và với đứng trước cái họ gọi là cái tình huống này nè. Rồi các anh chị hãy hành động và các anh chị hãy làm nha. Nếu mà mình chưa có câu trả lời, các anh chị vui lòng mở vở ra xem. Còn nếu không biết hoặc là vở của mình để ở nhà đi, mình bây giờ cần quá rồi sao ạ? Dạ vâng, hãy nhắn tin cho những vị trường nhân của mình để được nhờ nhờ hỗ trợ. Cho nên là tôi mới nói với anh chị là có nhiều anh chị hỏi tôi là em ơi chép chu kỳ một lần mà chép có chép lần hai không? Dạ chị chép đến khi nào mà chị không cần hỏi em nữa thì ok nha.
Chứ giờ mà còn hỏi là thấy cũng chưa hiểu gì đó. Mặc dù trong livestream nói hết rồi mà vẫn hỏi lại anh chị. Nên tôi phải nói vui á. Chị chép đến khi nào mà chị không hỏi em nữa thì ngừng. Còn giờ mà vẫn còn hỏi là bộ y tế cho tự do tài chính là sao? Rồi thậm chí có những anh chị á, rất là dễ thương luôn. Chép hai chu kỳ của Tú rồi. Khi mà Tú nhắn vô trong nhóm là bộ bí kíp thu hút tiền, cái vẫn nhắn tin em cho chị bộ bí kíp thu hút tiền với. Nó dạ chị chép hai chu kỳ rồi đó. Có một chị cũng dễ thương à, tôi bảo bộ cũng rất thành công câu lạc bộ không, cái xong nhắn tin liền anh chị, tinh thần hao học hỏi là ở level cực kỳ cao, tôi rất là gọi là ngưỡng mộ và yêu quý anh chị đó luôn. Mình trả lời là vui, cái mình trả lời lại á, dạ chị chép ba chu kỳ rồi đó, đang chép của em luôn á, kiểu kiểu như là mình thấy bí kíp mà mình muốn hỏi ngay anh chị. À, đấy đó là cái nhà mà chị chép á, mà anh chị thấy là anh chị không hỏi nữa, hỏi nhưng mà hỏi ít thôi, mình hỏi những cái cơ bản quá thì là do mình chưa có tập trung trong cái live stream anh chị ha. Ừ. Đúng rồi, đó là chép thôi chứ không để ý, chứ trong live stream nó hết rồi đúng anh chị ơi, cho nên các anh chị nhớ là ghi chép nhưng phải tập trung và tỉnh táo nha thì nó mới vào. Tại anh chị biết tại sao mà Tú hay nói với mọi người là chép live stream thì tiền về không? Tại vì khi anh chị chép live stream ấy, à, khi các anh chị đã chép live stream nha, là Tú đang trực tiếp. Tại vì anh chị nên nhớ là cái bộ live stream của Tú là Tú luôn lựa chọn những ngôn từ đơn giản nhất, rất dễ hiểu, dành cho tất cả mọi lứa tuổi luôn, các cô chú anh chị và các bạn trẻ hay là trung niên hay là thanh niên lâu năm thì đều chép đều hiểu hết, đúng hay rất đúng ạ. À, Tú có một bà một cô trong câu lạc bộ mình học với Tú ấy, 70 tuổi anh chị. Dạ, nãy cô Dung vô Dung sớm đầu tiên luôn. Vâng. Vẫn hiểu anh chị, Tú nói là vẫn hiểu. Và cái thứ hai là anh chị để nha, là cái buổi livestream của Tú là Tú nói những cái ngôn từ rất là tích cực. Những ngôn từ hướng tới cái gì, những cái điều thiện lành tốt đẹp. Ngôn từ tích cực anh chị nha. Nên khi mà các anh chị tập trung nghe tôi nói mà các anh chị hiểu, anh chị vừa hiểu nè, anh chị vừa cộng với những cái ngôn từ tích cực nữa, thì tôi đang trực tiếp gieo hạt giống, những cái hạt mầm vào trong mảnh đất màu mỡ tiềm thức của các anh chị ấy. Và đang đưa anh chị về tần số cảm xúc tích cực và tốt đẹp. Cho nên các anh chị khi anh chị chép trực tiếp, anh chị hấp dẫn tiền, tại vì các anh chị đã đưa mình vào cái tần số thu hút tiền mà. Đưa mình vào tần số của những sự tốt đẹp anh chị. Có phải anh chị chép livestream mới tú, một số anh chị em bữa còn hỏi em ơi bây giờ tụt năng lượng thì chị làm gì, cái mấy anh chị trong phòng Zoom trả lời chép livestream đi. Trong số anh chị em mỗi lần mình chép livestream thì mình năng lượng mình tràn trề thì comment số 1.000 anh chị, tự nhiên đang tụt mút cái chép livestream cái năng lượng tràn trề luôn, tại vì tôi đang sử dụng những cái ngôn từ mang năng lượng anh chị. Và khi mà các anh chị nghe cái livestream của Tú, các anh chị có năng lượng thì ghi năng lượng thì bằng ngân lượng, đơn giản vậy thôi anh chị nha, chứ không có gì cao siêu. Tú không phải là cô tiên hay là cao siêu rồi, mà Tú chỉ vận hành theo đúng các cơ chế hoạt động của tiềm thức, quy luật của vũ trụ trong cái buổi livestream đó, giúp cho các anh chị nghe một cái giúp cho anh chị vừa có năng lượng nè, rồi còn trực tiếp là Tú gieo hạt giống tích cực, sự giàu có tư duy nữa, nó đi vào mảnh đất màu mỡ tiềm thức của các anh chị. Lúc này các anh chị đang, các anh chị tin tưởng Tú, anh chị mới chép livestream, mà các anh chị yêu quý Tú, Tú anh chị mới chép livestream đúng không? À, thì sao ạ? À? Thì khi đó là các anh chị đang open, cái là tiềm thức anh chị đã đang mở cửa luôn. Thì khi bây giờ Tú nói cái gì nó vào luôn anh chị, Tú nói cái gì nó vào luôn. Mà nó vào nó nảy nở bên trong tâm trí của mình ấy. Nó nảy nở, bây giờ anh chị tiềm thức anh chị như mảnh đất màu mỡ, bây giờ Tú nói một câu anh chị cho nó vô, anh chị cái say yes. Tú nói câu gì anh chị cũng say yes vô hết. Khi nó nở anh chị. Mảnh đất màu mỡ mà cho hạt giống, một hạt giống mà béo tròn nó vô trong đó nên nó nở thành hoa trái luôn. Được không anh chị ơi? Mình đã lý giải được chưa, chứ phải là mình Tú không phải cô tiên nha. Nha anh chị nha. Không phải cô tiên nha, nó là công thức hết và Tú ứng dụng theo đúng các quy luật vũ trụ đưa vào trong buổi livestream đó để giúp cho các anh chị ứng dụng và có kết quả càng nhanh càng tốt đúng không ạ? Ừ. Cho các anh chị nhớ nha.
là khi mà các anh chị chúng ta hành động, nói hay suy nghĩ đứng trước một cái tình huống nào, sự việc nào mà chưa biết làm gì hết, hoặc là không biết là mình làm đúng hay không, hãy nhớ hỏi ngược lại là những cái người triệu phú họ sẽ suy nghĩ, nói và hành động như thế nào khi đứng trước tình huống này. Nếu có câu trả lời thì tuyệt vời, nếu mà chưa chắc chắn thì mở vở ra xem. Nếu quên mang theo vở mà bây giờ bí quá thì sao, gọi cho trưởng nhóm của mình hỏi tham vấn ý kiến nha. Giống như chị bạn của tôi, mấy anh chị trong nhóm của tôi là cái bí kíp này là coi như nhớ đầu tiên anh chị. Bí kíp mà hỏi nhóm trưởng là nhớ nhanh nhất, là nhớ nhanh nhất luôn. Hồi chiều vừa được bạn chia sẻ kinh doanh sơn là gọi tôi liền anh chị. Xong rồi có một chị được rủ rê đầu tư cái gì ấy là nhớ nhanh lắm anh chị, chưa kịp động não là gọi tôi liền rồi. Chưa kịp để não suy nghĩ là gọi tôi liền anh chị nha, chưa kịp mở vở ra xem mà coi như là doanh nhân thành. Tôi bảo là có gì phải hỏi ngay, gọi ngay luôn. Tôi hỏi các chị có suy nghĩ trước khi hỏi em chưa? Chưa em, chị nghe cái chị gọi em luôn á. Dạ chị nhanh ghê, chị nhanh á, này tuyệt vời á, nghe câu trước quên câu sau rồi. Kêu mở vở ra trước mới hỏi nhóm trưởng, không có đâu, không mở vở đâu anh chị, hỏi luôn nha anh chị nha, được không à? Ừ. Và các anh chị nhớ là gì ạ? À, là chúng ta cần phải gì ạ? Như tôi nói đó, những cái người triệu phú họ suy nghĩ, họ hành động, họ nói họ sẽ làm gì với những cái tình huống đó, được không anh chị ơi? Và bao trong số anh chị chúng ta sẽ ứng dụng cái bí kíp số 16 à, này là sử dụng trí tuệ sống và tiền sống. Các anh chị comment số 1.000 nha. Và hãy luôn hình dung là một cái người triệu phú ấy, bây giờ các anh chị đã sống như một người triệu phú đúng không? Thì một cái người triệu phú họ ngồi học sao? Họ đi với sao? Chứ không phải là đợi mình trở thành triệu phú mới ngồi đúng rồi, đi đúng 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 cái tướng của triệu phú anh chị không? Bây giờ mà các anh chị đi đứng nha, hay ngồi, mà ngồi không phải là một cái tướng của một người thành công. Tiền nó về tới ngõ cái nó thấy ôi này không phải chủ nhân mình rồi, cái đi về nó đi luôn. Các anh chị lúc nào cũng phải trong tâm thế là gì? Đúng rồi, phải anh chị nên nhớ nha, mỗi công thức của người thành công là rồi làm thì còn mới có. Ủa, trong quyển sách của bác Tuy Tuy Hải Cơ đó, bí mật tuy triệu phú, bác có nói đó là tôi là người thành công, tôi làm như một người thành công và tôi có kết quả thành công, chứ không phải là tôi phải có kết quả thành công rồi tôi mới làm, rồi tôi mới làm người thành công anh chị nha. Các anh chị comment giúp tôi nhờ, là làm có, tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi sống như một người thành công, tôi sống như thể là tôi đã là một người thành công, nên nói đi đứng ăn mặc ngồi phải ngồi và học tập như một người thành công rồi tôi mới có cái kết quả thành công. Đầu tiên là mình phải tuyên bố tôi là một best seller, hãy làm việc như một người bán hàng đỉnh cao. Một người bán hàng đỉnh cao họ làm gì? Mình phải làm giống như họ rồi mình mới có kết quả là mình là một best seller được nha anh chị nha. Là làm có đúng không ạ? Ừ. Nhớ nha, là làm có, là làm có chứ phải có là làm nha, có làm là lắm đúng. Ừ. Rồi bí kíp số 17 anh chị. Là nghĩa là anh chị tuyên bố tôi là 1 triệu phú đô la, là tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Và các anh chị làm mà làm gì em? Làm mà làm gì anh chị ơi? Dạ vâng. Thế một cái người triệu phú ấy, người ta có lười đọc sách không? Một cái người triệu phú người ta có lười học kinh doanh không? Một cái người triệu phú người ta có ngồi học và ẹo qua ẹo lại không? Không. Một cái người triệu phú người ta có ngủ tới 9-10 giờ không? Rồi một cái người triệu phú á, là người ta có nóng tính không? Người ta có nói những điều không tích cực không? Người ta có phàn nàn đổ lỗi hay là trách móc không? Không.
Hãy làm những điều mà những người triệu phú làm và suy nghĩ và hành động như một người triệu phú anh chị ha, các anh chị sẽ có kết quả như một triệu phú nha. Rồi bí kíp số 17 anh chị là để mà các anh chị ứng dụng sơ tỉnh thức và luật hấp dẫn, hay là các anh chị ứng dụng để mà các anh chị thấy thu hút được tiền, đó chính là các anh chị phải chọn được cho mình một cái môi trường, phải chọn cho mình một cái môi trường anh chị nha. Môi trường tại sao lại quan trọng anh chị? Tại vì môi trường ấy có cái sự tác động rất là lớn đến cái tính cách, thói quen, suy nghĩ, lời nói của các anh chị. Nếu bây giờ một cái thanh củi tươi anh chị, một cái thanh củi mà đang cháy rực lửa đi, mà anh chị quăng cái thanh củi đó xuống sông thì nó sẽ tắt ngủm và nó chìm xuống nước. Còn nếu thanh củi đó là thanh củi ướt nhưng mà các anh chị quăng nó vào cái đám cháy rừng thì đám cháy đó sao à? Thì thanh củi nó sẽ ngày càng, nó cũng sẽ cháy theo. Giống như quyển sách của bác Donald Trump á anh chị, trong quyển sách của bác Donald Trump bác có nói như vậy nè. Nếu mà bạn mong muốn ấy là có một cái body đẹp thì hãy đi tập gym. Nếu bạn mong muốn là gì ạ? Đến một cái nơi yên tĩnh thì hãy lên chùa, lên những cái nơi mà tĩnh tâm ấy. Nếu mà bạn muốn có tri thức thì đi đến nhà sách. Nếu bạn muốn đầu tư hãy đến những câu lạc bộ đầu tư. Nhưng nếu bạn mong muốn trở nên thành công và giàu có thì bạn hãy tham gia một cái môi trường mà ở nơi đó có những con người cũng có cùng cái mục tiêu ước muốn là trở nên thành công giàu có giống như bạn. Và có một câu nói của Jack Ma, anh chị, bác Jack Ma, bác có nói như vậy nè: chơi với 5 người thành công thì bạn sẽ là người thành công thứ 6. Chơi với 5 người nghiện rượu thì bạn sẽ là người nghiện rượu thứ 6. Chơi với 5 người triệu phú thì bạn sẽ là triệu phú thứ 6. Cho nên anh chị, có một số anh chị bảo là em yên tâm đi, chị yên tâm rồi, doanh nhân yên tâm đi, chị biết tự bảo vệ mình lắm, chị chơi là chơi với họ vậy thôi chứ chị sao không bị cảm hóa, cảm nắng rồi bị nhiễm từ bởi họ đâu. Họ bị họ chị mà chơi với một cái môi trường đó, những cái người không tích cực ấy, mình khuyên là thôi, một là chị giảm cái sự tương tác đi, hoặc là chị không chơi nữa. Em yên tâm đi, chị không ảnh hưởng đâu, không chừng chị cảm hóa được họ luôn á. Dạ không biết ai cảm ai nha. Nên chị nhớ câu chuyện của bác Jim Rohn không? Tôi sẽ dùng cả thanh xuân để thay đổi thế giới á, để thay đổi mọi người, cuối cùng mà theo đổi nó mém mém lên đường luôn. Mém lên đường anh chị. Giống như anh chị bảo là tôi sẽ thay đổi cả gia đình mình, từ từ anh chị phải thay đổi mình trước đã. Anh chị phải mạnh đã. Mình chơi với họ là mình bị nhiễm từ á, chứ họ không nhiễm từ từ mình đâu, tại vì năng lượng nào mạnh hơn. Bây giờ anh chị tham gia một cái môi trường đi, mà cái nơi đó mà ai cũng phàn nàn trách móc kể lể đi, bây giờ anh chị là một cái người rất là năng lượng nha, nhưng bây giờ anh chị ở với họ mà cứ bên đây nói, bên đây nói, đằng sau nói, đằng trước nói, thì tôi hỏi thật anh chị có thoát nổi không, sao mà chịu đựng được, không chịu nổi đâu anh chị ơi. Bây giờ giống như cái việc anh chị ôm một cái đống rác vào người mình. Bây giờ anh chị biết ôm vào người mình là nó không được thơm. Thế xong anh chị để xa xa. Chị cầm xa rồi em ơi. Cầm xa lắm rồi. Em yên tâm vẫn cầm trên tay. Nhưng bảo cầm xa. Dạ vâng. Ngày trước anh chị nhà Tú, lúc mà gia đình của Tú còn đang dư giả anh chị. Nhà cách xa cái gọi là nguyên nguyên một cái giống cái gọi là cái bãi rác anh chị. Cách xa lắm rồi mà vẫn thấy hôi như thường. Huống chi anh chị bảo cầm xa, xa lắm. Xa lắm mày, yên tâm đi, sao mà thoát được. Cho nên các anh chị ơi, bây giờ các anh chị phải có sự lựa chọn. Nếu các anh chị nói các anh chị là một bậc thầy sẽ mình tỉnh thức và được hấp dẫn thì cái yếu tố môi trường, cái yếu tố rất là quan trọng, các anh chị phải bảo vệ, tại vì trường năng lượng mà chúng ta quên rồi hả? Tiềm thức, ý thức là ra quyết định, tiềm thức là đồng ý và cho thêm, trường năng lượng đồng ý và cho nhiều hơn nữa. Vậy nếu mà cái trường năng lượng của anh chị là gì ạ?
là chùm năng lượng là xung quanh toàn những người không tích cực thôi, cái môi trường không tích cực thôi, thì đồng ý và cho nhiều hơn nữa, đồng ý và cho thêm nhiều điều không tích cực hơn nữa. Cho nên các anh chị đừng có cố thay đổi bất kỳ ai nha, mà các anh chị hãy làm gương, hãy làm gương nha anh chị. Nhưng mà Tú ngày trước anh chị, lúc mà Tú kinh doanh mà Tú chưa có biết về những cái quy luật của vũ trụ ấy, Tú có muốn thay đổi các nhân sự của mình là để họ hiểu và họ làm giống như mình ấy. Dạ vâng, thay đổi xong thiếu điều muốn bệnh luôn. Anh chị biết những cái năm tháng đó, Tú kinh doanh nhìn mặt Tú không có được như thế này đâu anh chị. Trời lúc trước thiếu điều gọi là nhìn cứ như U30, U40, mặc dù mình mới có 22, 23 tuổi anh chị, mà cứ như hàng U3 vậy, U4, U5 gì đó. Tại vì năng lượng của họ không có, một số người họ không có được tích cực anh chị. Cái xong rồi mình cũng muốn gắn là mình kéo họ lên, xong mình nghĩ rằng là gì, mình là cái người mạnh thì mình sẽ thay đổi được họ. Và mình gì, và mình hòa vào, xong mình cứ gì, cố lên, cố lên, cố lên. Cái xong vừa mới cố cho cái người này cái qua giúp cho người này, vừa mới lên cái qua cố cho người kia, cái cố lên, cái xong cố 10 người mình quay vòng vòng luôn anh chị. Cái xong tới người thứ 10 vừa xong quay qua thấy người thứ nhất vẫn yên nguyên, xong qua cố tiếp. Dạ vâng. Và sau khi tôi nghe được cái đoạn video của bác Jim Rohn anh chị, tôi đã biết rằng là giờ à thì ra là mình mấy mới giống bác rồi. Mình thì nhẹ hơn anh chị nha, bác là tính thay đổi hàng triệu người luôn. Nên là bác đã thay đổi bằng cách nào rồi anh chị? Bác có viết ra sách đúng không? À, bác làm những cái buổi chia sẻ hội thảo, ai có nhu cầu đến nghe. Tôi không phải đến thay đổi từng người đâu, tôi không có nhu cầu đến thuyết phục từng người. Ai có muốn nghe thì mua vé đến nghe, ai muốn đọc thì mua sách tôi về đọc, ai muốn gặp tôi thì lái xe lên mấy tiếng từ cái bay này qua bay, bay cái bay mà tôi đang chia sẻ lên gặp tôi, xong nhàn. Và bác nói một câu ấy, có một cái tư duy anh chị, đó chính là gì, hành động của nhà lãnh đạo ấy. Nhà lãnh đạo kiệt xuất anh chị là làm gương và truyền cảm hứng. Các anh chị cần làm gương thôi, tự khắc những ai mà họ khao khát, họ có nhu cầu, họ mong muốn trở nên thành công như các anh chị, là tự khắc họ sẽ hỏi thôi. Giống như cho tôi, các anh chị cho tôi hỏi nè, có phải khi mà các anh chị được cái người bạn mình chia sẻ đến câu lạc bộ, nếu mà các anh chị không có nhu cầu ấy, cái giờ này chắc là không vô đâu đúng không ạ? Nghe buồn ngủ lắm, giờ giờ đi ngủ tự nhiên vô Zoom học, đúng rồi, rất đúng anh chị ơi. Nhưng mà bởi vì các anh chị quá là khao khát, anh chị có mục tiêu, anh chị ước mơ, anh chị muốn thay đổi cuộc sống của mình, cho nên có nhiều anh chị tôi thấy là gì, 23 giờ 30 sau khi kết thúc đặt hàng vũ trụ lúc 22 giờ 30 rồi, 23 giờ 30 tôi nhắn tin tôi hỏi chị làm gì, chị đang đọc sách, chị chép livestream, không ai nhắc nhở gì luôn anh chị, không ai ép, không ai nói gì hết trơn, không ai nói gì hết, tự những anh chị đã làm. Đó là bởi vì sao anh chị? Họ muốn ấy. Cho nên việc của mình anh chị ha, khi bản thân mình thay đổi thì cả thế giới xung quanh của mình sẽ thay đổi. Các anh chị cần thay đổi mình thôi, làm gương thôi anh chị. Các anh chị sẽ truyền cảm hứng cho những cái người họ đang khát khao trở nên thành công, mà dù khó họ cũng làm giống như mình. Cho nên các anh chị hãy bảo vệ môi trường của mình nha. Ừ. Bây giờ một là những anh chị nào chúng ta đang ở trong một cái môi trường không tích cực ấy, một là các anh chị hạn chế tiếp xúc lại, hai là các anh chị phải không tiếp xúc nữa nếu các anh chị muốn bản thân mình nhanh chóng là được nhiễm từ từ người thành công. Bây giờ các anh chị nhiễm từ từ Tú, một ngày anh chị gặp Tú có 2 lần 3 lần thôi, mỗi lần 1 tiếng rưỡi, tính ra có 4 tiếng rưỡi à. Mà các anh chị gặp cái môi trường không thành công của mình một ngày 10 tiếng thì Tú nhiễm từ cỡ nào đi chăng nữa cũng không có ăn thua gì với cái môi trường mà các anh chị tiếp xúc 10 tiếng đâu. Học trên Zoom anh chị năng lượng mà, vừa thoát ra Zoom cái là các anh chị hòa vô môi trường của mình luôn, không có bảo vệ, không có cân nhắc gì hết nha anh chị nha. Ừ. Hai, và cái điều thứ hai mà Tú muốn nói các anh chị cần lưu ý là gì, và nếu mà các anh chị muốn giúp đỡ ai đó thay đổi và phát triển như mình thì đầu tiên các anh chị phải thay đổi mình. Chứ mình đừng có về mình nói gia đình mình nè, đọc sách đi, chép livestream đi,
xong rồi xíu sẽ có màn giao lưu võ thuật đó. Nếu mà chồng mình hoặc vợ mình họ ủng hộ mình thì tuyệt vời, còn nếu chưa thì cứ im im mà học nha anh chị nha. Và tại sao tôi nói với các anh chị chơi với 5 người mà họ không thành công hay họ nghiện rượu á, thì mình sẽ trở thành người giống như họ. Tại vì chủ đề khi mà gặp nhau nói với nhau nhiều nhất là chủ đề gì? Dạ chỉ bàn cái chủ đề đó thôi. Rồi cái chủ đề đó cứ nói đi nói lại, lặp đi lặp lại. Thì mà các anh chị cho ngắm giác quan, anh chị nghe riết rồi. Đầu tiên anh chị cho nó nhìn, xong rồi cho nó nghe, xong rồi cho nó nếm, nó cảm nhận thông qua ngắm giác quan, thì anh chị cứ lặp đi lặp lại nhiều quá thì anh chị sẽ bị ám thị. Ám thị dần dần nó sẽ trở thành niềm tin của mình. Và khi cái nó trở thành gì, khi mà các chị nuôi dưỡng hạt giống nào nhiều ấy, nuôi dưỡng cái điều gì nhiều thì nó sẽ lớn lên mỗi ngày anh chị. Còn tại sao mà tôi nói với các anh chị chơi với 5 người thành công ấy, thì các anh chị sẽ trở thành người thành công thứ sáu, là bởi vì khi các anh chị chơi với họ, các anh chị sẽ được nghe họ bàn về những cái câu chuyện nào kinh doanh, đầu tư, rồi về tiền, về thành công, về du lịch quanh thế giới, về cuộc sống ngoại hạng, nói chung là làm ăn kinh doanh thôi, đầu tư rồi thành công thôi. Và những cái hạt giống đó nó sẽ ở bên trong của mình anh chị, nó được nuôi dưỡng thông qua 5 giác quan. Và các anh chị nghe cái gì nhiều ấy, lặp đi lặp lại đủ nhiều anh chị nha, nó sẽ trở thành niềm tin. Và khi nó trở thành niềm tin thì sao anh chị? Dạ vâng, nó sẽ xuất hiện thông qua những cái nguồn lực bên ngoài, được anh chị ơi. Ừ. Cho nên là các anh chị ở trong cái môi trường nào, các anh chị sẽ được ám thị đó. Tại vì trong môi trường đó thì họ chỉ nói về những chủ đề đó thôi, đâu có nói những cái chủ đề mà các anh chị muốn nghe đâu. Được không ạ? À? Cho nên là các anh chị nhớ là phải biết bảo vệ mình nha. Thứ nhất là bảo vệ bên trong. Bảo vệ mình từ bên trong, và cái là bảo vệ khỏi những cái tiếng nói nhỏ bên trong của mình nha. Khi mà các anh chị nghe những cái tiếng nói nhỏ bên trong của mình nó kéo mình xuống ấy, các anh chị hãy nói cái câu phép màu, một cái câu nói phép màu anh chị ghi lại nha. Đây là cái câu nói để các anh chị bảo vệ từ những cái trải nghiệm, kinh nghiệm, những cái tiếng nhỏ nhỏ bên trong của mình nè. Hãy bình tĩnh, hãy yên lặng, ta đang nắm quyền kiểm soát. À, anh chị nói câu đó 3 lần nha. Hãy bình tĩnh, hãy yên lặng, ta đang nắm quyền kiểm soát. Tôi có thể làm mọi việc đều thành công nhờ sức mạnh tiềm thức. Tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Được anh chị ơi. Đấy, khi mà các anh chị bên trong có nói nhỏ là gì? Làm không được đâu, người ta làm được chứ mình không được đâu. Coi lại đi, khó lắm. Các anh chị nói, các anh chị đọc cái câu nói phép màu như tôi vừa nói. Ừ. Và cái bảo vệ thứ hai anh chị nha, là bảo vệ từ bên ngoài. Bảo vệ từ bên ngoài, các anh chị phải bảo vệ cả 5 giác quan của mình luôn. Và nếu bên ngoài có ai đó họ nói những điều không tích cực với anh chị nói như vậy nè. Đây là câu phép màu, câu nói phép màu khi mà các anh chị bị tác động từ bên ngoài ha. Tôi là thủy thủ. Thủy thủ anh chị, tôi là thủy thủ. Tôi an toàn. Tôi là thủy thủ, tôi an toàn. Các anh chị nói 3 lần ha. Xong nói tiếp. Tôi có thể làm mọi việc đều thành công nhờ sức mạnh tiềm thức. Tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Đấy. Được chưa anh chị ơi? Đó, bảo vệ bên ngoài nha anh chị nha. Nên là tại sao anh chị thấy những cái người mà họ luyện tập võ công á, trong mấy cái phim kiếm hiệp ngày xưa mình coi, tại sao họ hay lên núi anh chị? Lên núi mới bảo vệ được 5 giác quan.
Tại vì nhiều khi là tâm của họ chưa vững anh chị, sẽ rất bị dễ dễ bị nhiễm. Thành ra họ phải bảo vệ năm giác quan của họ để họ luyện cái tâm của họ cho nó vững ấy. À, chúng ta cũng phải bảo vệ năm giác quan của mình anh chị nha. À, chẳng hạn như nếu mà mình, nghĩa là các anh chị phải hiểu mình, nếu mà anh chị nào chúng ta, nghĩa là các anh chị phải hiểu mình, giống như Tú ngày trước đó, tôi biết là mình rất là dễ bị tác động anh chị, nghĩa là mình rất là dễ là mềm lòng ấy, kiểu như thế hay cả nể ấy, các thứ vân vân. Đầu tiên các anh chị phải hiểu mình là ừ mình đó là cái điểm không được mạnh của mình. Mình biết là mình hay dễ bị ảnh hưởng như thế thì mình sẽ đưa cái chiến lược gì à? Là hay chọn ở gần những cái người thành công để mình được tác động và được nhiễm từ từ những người thành công. Và cái thứ hai là mình biết được rằng là mình phải né né ở những cái nơi mà làm cho mình ảnh hưởng những cái điều không tích cực, tại vì mình biết được rằng là cái mình biết đó là điểm không mạnh của mình rồi. Ừ. Nha anh chị nha. Phải mình đang rèn luyện và các anh chị phải kiên nhẫn rèn luyện cái việc là gì ạ? Là các anh chị cần phải, chúng ta cần phải là nhớ là phải tỉnh táo và biết là mình đang có cái điểm điểm chưa mạnh đó. Nên là một là chọn ở gần những cái người thành công để dễ nhiễm từ. Thứ hai là gì ạ? Là né né những cái môi trường nào mà mình biết được rằng là không có tích cực, để mình tránh mình dễ bị ảnh hưởng. Ừ. Tại vì các anh chị bây giờ đang phát triển, tại vì đa số anh chị chúng ta rất là dễ bị cảm xúc luôn. Phòng gym mình 1.000 người thì tôi nghĩ rằng là chắc 99% là những người dễ bị cảm xúc chi phối nhất. Và chúng ta đang rèn luyện để làm sao cho mình có được cái sự tập trung ấy, làm chủ được cảm xúc của mình để mình có được cái năng lượng đỉnh cao anh chị, để mình tập trung vào cái điều mình muốn nói và hành động hướng theo những cái điều tích cực và những cái điều tốt đẹp. Mà bây giờ mình biết được rằng đây là cái điểm chưa mạnh của mình, là cái mình hay bị cảm xúc của mình nó chưa có vững, vậy thì mình hãy lựa chọn những cái việc và hãy dành thời gian cho những cái việc, hay là ở bên cạnh những người mà thành công, hay cho những cái việc mà thành công. Tại vì tất cả chúng ta là sinh ra là thói quen rồi, là thích là nói, nghĩ cái gì là nói cái đó, thích cái gì là nói cái đó, hành động một cách gọi là bản năng. Đâu ai đào tạo, đâu ai giáo dục hay là dạy mình về cái vấn đề đó đâu anh chị. Cho mình biết rồi, mình phải giờ mình biết là mình đang trong cái hành trình là rèn luyện để mình có được cái năng lượng đỉnh cao, mình làm chủ được tâm thân trí của mình, làm chủ được cảm xúc của mình, lời nói của mình, suy nghĩ của mình và hành động của mình. Thì mình hãy lựa chọn bằng cách là dành thời gian bên cạnh những người thành công, ở bên cạnh những người năng lượng đỉnh cao, bên cạnh những người mà năng lượng vui vẻ hạnh phúc ấy. Còn đã chưa mạnh rồi còn hay thích ra gió nữa, thích ra gió ra nắng thì phải che chắn kỹ vô mới ra chứ, năng lượng đang chưa cao mà còn thích đọc tin tức thời sự rồi không tích cực nữa, rồi coi drama rồi scandal này kia đấy, xong rồi tâm trạng bất bất thường, không không tích cực. Có anh chị ơi, mấy anh chị nào mà coi được một cái thông tin hay là xem một cái gì đó thì cái tóc mồ hôi rồi hoang mang này kia là mình rất là dễ là yếu còn ra gió đó. Và gặp những cái người mà hay thích bang bang, gặp những cái người không thành công ấy, hay là mình hay yếu ra gió, hay kiểu giờ mới học được có một chút xíu à, nó đầu ra dạy cho gia đình của mình xíu, nó ra gia đình nói vài câu không tích cực cái không vui luôn nha anh chị nha. Nên đầu tiên các anh chị phải hiểu mình, hiểu được mình là hiểu được mình a à, là mình thế này nha. Vậy bây giờ mình cần phải tận dụng những cái điểm chưa mạnh của mình như thế nào để nó trở thành điểm mạnh của mình. Vậy thì mình phải làm sao để cái điểm chưa mạnh này nó trở thành điểm mạnh. Nên đối với những anh chị nào mới và chúng ta mới bắt đầu ứng dụng sức mạnh tiềm thức và lực hấp dẫn ấy, thì các anh chị biết được rằng cái cảm xúc của mình nó rất là quan trọng anh chị. Cảm xúc của mình anh chị nha, rất là quan trọng. Cảm xúc anh chị mà không tích cực thì nghĩa là tức ấy, mình sẽ thu hút những cái điều và những cái sự kiện, những cái nguồn lực, hoàn cảnh không tích cực đến với mình. Nên là mình phải bảo vệ cảm xúc của mình anh chị nha.
À, cảm xúc của mình phải luôn luôn ở trong trạng thái yêu thương, biết ơn, vui vẻ, hạnh phúc và tích cực. Có như anh chị nói bây giờ, nếu mà môi trường xung quanh nhà của chị là không tích cực thì làm sao? Dạ vâng, anh chị tự tạo môi trường đi. Tự tạo môi trường tích cực cho mình đi. Ghi chép livestream, thực hành lòng biết ơn, bớt gặp gỡ hò hẹn chăng sao cùng những người hàng xóm thân thiết, đúng không ạ? À? Cái thứ hai, các anh chị hãy kết giao thêm với những cái người có mục tiêu mong muốn thay đổi cuộc sống giống như các anh chị. Cho nên tôi hay khuyến khích các anh chị hãy xây dựng những học tập đi đó. Nhưng bây giờ tôi có hơn 1.000 anh chị, hàng nghìn anh chị em câu lạc bộ của mình. Đây một môi trường quá tích cực luôn anh chị. Gặp anh chị ngày 3 lần. Rồi thời gian còn lại là tôi ghi chép livestream, soạn giáo án, làm kinh doanh, gặp những cái người khách hàng của mình, toàn là những người khách hàng tích cực không ạ. À? Đọc sách, gặp gỡ những người thành công, giao lưu với các anh chị em trong câu lạc bộ. Thời gian còn lại, một ít thời gian còn lại cân bằng thời gian cho gia đình. Đấy, thì Tú đã tự tạo môi trường cho mình anh chị nha. Nếu môi trường xung quanh của anh chị không ủng hộ, nghĩa là không có tích cực ấy, thì hãy tự tạo đi. Cho nên tôi thấy như anh chị nào mà chúng ta mà xây dựng và cũng như gieo hạt cùng với câu lạc bộ, những anh chị đã có kết quả rất là nhanh, có kết quả rất là lớn của anh chị. Nên tin anh chị cứ nhìn những anh chị nào có kết quả lớn đi, có kết quả lớn và nhanh ấy, thì thường là họ có rất nhiều người bạn trong nhóm học tập của họ luôn, họ tự xây dựng một cái nhóm học tập cho họ luôn anh chị. Câu lạc bộ là câu lạc bộ sẽ trong câu lạc bộ sẽ có rất nhiều nhóm anh chị nha. Bây giờ mình không có sẵn môi trường, mình tự tạo môi trường thôi. Được anh chị ơi. Nên các anh chị phải luôn bảo vệ cảm xúc của mình, là nó luôn luôn trong trạng thái yêu thương, biết ơn, vui vẻ và tích cực anh chị nha. Và để làm được cái điều này ấy, mình phải bảo vệ năm cái giác quan của mình mỗi ngày bằng cách là mình phải lựa chọn cái môi trường, và trong cái môi trường đó phải là những cái người tích cực, năng lượng, vui vẻ và hạnh phúc, giàu có. Và khi mà các anh chị ở trong cái môi trường một thời gian sau, các anh chị sẽ giống như họ luôn. Nên thay vì hồi xưa mình hay dành thời gian đi cà phê cà pháo tám chuyện với bạn bè đúng không, tâm sự mỏng, tâm sự dày về những chuyện không tích cực đúng không, bây giờ hãy dành thời gian đó để tham gia các buổi gym của câu lạc bộ anh chị, để mình nuôi dưỡng những cái hạt giống tích cực bên trong của mình. Và khi mà các anh chị nghe đi nghe lại cái điều gì đủ nhiều á, thì các anh chị sẽ có được cái điều đó luôn. Nhưng anh chị nghe tư duy của Tú và các anh chị em doanh nhân coi bộ chia sẻ riết, một thời gian sau anh chị có lúc nào không hay luôn, anh chị chép bài stream riết mà anh chị có lúc nào không hay luôn, đúng không ạ? Ừ. Cho nên cái môi trường rất là quan trọng anh chị nha. Anh chị mở trong môi trường không tích cực một thời gian là mình thấy là thời gian sau mình giống như họ luôn á. Ừ. Hãy chọn lựa chọn cái môi trường, ở trong môi trường mà có những con người tích cực, vui vẻ, hạnh phúc và họ giàu có anh chị, và họ đang ngày càng giàu có hơn. Khi mà chúng ta ở trong cái môi trường đó thì mình sẽ được đồng hóa và được nhiễm từ. Vậy thì hãy cho bản thân mình được nhiễm từ những cái điều tốt anh chị. Đó là sự lựa chọn. Nên là tại sao các anh chị trong câu lạc bộ đã tạo ra một cái môi trường giúp chúng ta sinh hoạt mỗi ngày. Điều anh chị ơi. À, hay là hiện tại câu lạc bộ chúng ta đang có cái nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng anh chị. Là câu lạc bộ tạo ra một cái môi trường cho các anh chị. À, chúng ta sẽ được đào tạo trong vòng 6 tháng liên tục để trở thành một cái người doanh nhân, một thương nhân thành công. Và anh chị nào mà chúng ta tham gia và nhóm rèn luyện doanh nhân ấy, các anh chị sẽ được học và được thực hành luôn. Học thực hành và mình tạo ra cái kết quả trong nhóm rèn luyện luôn anh chị nha. Trong nhóm rèn luyện doanh nhân sẽ dẫn cho các anh chị cái cách mà các anh chị bán hàng bằng tiềm thức. Cái cách để anh chị xây dựng cho mình cái hệ thống kinh doanh trên Internet. Để kể cả khi mà các anh chị đi ngủ thì hệ thống kinh doanh trên Internet của mình vẫn sẽ tiếp tục thu hút khách hàng về cho mình anh chị. Vẫn sẽ thu hút tiền về cho mình. Nghĩa là các anh chị sẽ được thực hành ngay trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân luôn.
Tại sao lại là 6 tháng để mình có thời gian để mình thực hành nữa các anh chị nha. Được không ạ? Ừ. Nên là tôi chúc mừng cho những anh chị nào mà chúng ta đã có mặt trong nhóm rèn luyện doanh nhân. Ừ. Và nhóm rèn luyện doanh nhân anh chị trong cái chu kỳ mới này là một trong những cái chu kỳ rất là đặc biệt mà trước giờ chưa có. Ừ. Và chỉ có duy nhất trong cái chu kỳ mới này thôi. Cho nên là những anh chị nào chúng ta chưa có tham gia đợt trước thì các anh chị hãy nhanh chóng đăng ký tham gia đợt này. Hãy hỏi những vị chủ nhóm của mình để được hướng dẫn cho các anh chị tham gia anh chị nha. Để mà các anh chị có thể là được hướng dẫn cái cách xây dựng hệ thống kinh doanh trên trên internet. Được không ạ? Ừ. Cảm ơn anh chị ơi. Và chúng ta sẽ được hướng dẫn cái cách bán hàng và tiềm thức nè, đàm phán nè, marketing nè, rồi chiến lược để các anh chị kinh doanh làm sao mình tự do tài chính. Nếu mà các anh chị không kiếm được tiền trong cả lúc anh trong cả khi các anh chị đi ngủ thì các anh chị sẽ kiếm tiền cả đời. Nên là các anh chị nhà chúng ta là sự khao khát thành công nha, thì các anh chị hãy tận dụng mình tham gia đợt này, được không ạ? Cảm ơn chị ơi, cho các anh chị hãy gửi những lời cảm ơn đến những vị quý nhân của mình vì đã hỗ trợ cho các anh chị biết anh câu lạc bộ và chúng ta có những cái bước tiến rất là vượt bậc trên cái hành trình thành công của mình. Nếu mà không có họ đi nghe vào cuộc đời các anh chị, tôi nghĩ rằng cái giờ này các anh chị đang đi ngủ hoặc là giờ này đây làm cái việc gì đó khác, nhưng mà mục tiêu của mình thì vẫn mãi chưa đạt được. Anh chị nào chúng ta muốn đăng ký tham dự thì hỏi ngay những cái người bạn để gửi link Zoom cho mình nha. Ừ. Được không ạ? Ok, rất là tuyệt vời. Thì đó chính là cái hai cái bí kíp tôi chia sẻ các anh chị trong cái buổi tối ngày hôm nay. Rồi, rất là tuyệt vời. Các anh chị hãy liên hệ những vị chủ nhóm của mình anh chị nha để hỏi. Để chúng ta được nhận những cái quà tặng rất là tuyệt vời từ câu lạc bộ trong cái chu kỳ đợt này. Được anh chị ơi. Rồi, rất là cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng Tú và câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào 20 giờ tối ngày mai. Trong những cái bí kíp tiếp theo và 18 giờ trong nhóm rèn luyện doanh nhân vào tối ngày mai cùng với câu lạc bộ nhé. Rất cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng tôi và câu lạc bộ. Bye bye.